nó có lóng rồi á, cái nào mà có lóng rồi con sẽ tới thuốc vô, bà con thấy cái lóng mà nó chuyển sang màu cam này nè, nó màu cam kiểu như là cái cây che mỡ của bà con mình vậy đó ha, là nó cứng cực kỳ luôn ha. Nó Sơn chào các bạn, tiếp tục thì bữa nay Thác Sơn xuống quay lại các cái hiệu ứng khi mà bà con mình sử dụng thuốc cứng cây 3 lít 4 của công ty Ida Global ha. Thì nói chung là thuốc này xài quá ok luôn bà con ơi, một chai nó nửa lít 180 mà nói chung là tập trung thì cứng cây rất là ok ha. Thì các cái hiệu ứng ở trong chai thuốc nè, thì nói chung thì cứng cây đương nhiên chống vậy nó cái nó về, ưu điểm là chống sập ha, nhưng mà các cái lợi ích trong này nè, lùm cây gõ gạch xung quanh phun á, đấy lùm cây gõ gạch nè, an toàn tuyệt đối nè, nó ngắn lóng mập thân nè, cứng cây đứng lá là ra rễ mạnh nè, xanh lá về lá là tuột lá chân ủ nè. Nói chung thì các hiệu ứng trong đây thì theo như Thác Sơn quan sát thì thấy có đầy đủ hết, thấy mà con. Đặc biệt thì về cái cứng cây thì Thác Sơn bữa nay được 8 ngày nè, sau khi sử dụng được 8 9 ngày thì cái thuốc nó đã hấp thu đủ rồi, nó đã đủ cứng rồi, nên Thác Sơn làm lại một clip này để cho bà con mình thấy cái độ cứng của cái thằng sản phẩm này ha. Nói chung tiền nào của nấy mà con. Đây thì trước tiên thì Thác Sơn cho bà con xem cái về cái độ lẩu á, lẩu thì nói chung thì nó cũng tuột á mà con, nó kiểu như nó khô cái lá là con thấy không nè, nó khô cái lá, nó gói nó khô quéo là nó tuột xuống lai gai ha, mấy cái lá này nè tuột, và cái lá đỏ cái lá của nó cũng thấy là dày cứng luôn nữa, bóp gãy ngang vậy nó cứng, nó đứng lá nó không kiểu như quơ quơ mới quất mấy đám mưa xuống nó hơi phượt chút xíu đó, chứ mấy ngày trước nó cứng đứng thẳng thẳng nè, có mưa mà con biết là có mưa thì nó mát thì nó hơi ấy đó. Rồi về cái đây nó sang xích ở đây tách cho bà con xem cái đầu cứng cây của cái dòng thuốc này nè. Thì trước tiên đây nó sang bước một cây lên nè, cái này sang bước ngang, thì về cái độ ra rễ thì nó sang thấy là cái dòng thuốc này nó có ra rễ luôn á, thấy nó ra rễ thêm á, ra mấy cái rễ trắng trắng này nè đó, còn thấy không? Cái rễ trắng trắng này đã ra thêm không nè, xịt vô thấy cái độ ra rễ, tại vì dùng đất đây đất cát không con, nó bị chai dinh dưỡng rồi nên là rễ nó ra không được bao lâu thì nó bắt đầu nó rụi lại ha, nên là mình xịt thuốc vô cái nó ra nó với đất cát, mà con nào làm đất cát thì biết rồi. Nó không phải như đất nào đâu mà rễ chùm chùm ha, như xịt thuốc cỡ nào cỡ thì nó ra rồi nó cũng bị cũng như nó mau lão quá hơn là cái dùng đất nạ đó. Giờ bà con thấy về cái cây nè, đứng lá đúng không, nó đứng lên đó. Giờ bộ lá vậy cái lá ủ thì nó tuột xuống nè, bà con thấy là nó khi nấy rồi cái nó thấm thuốc vô cái nó khô cái từ từ cái nó héo cái nó tuột xuống ha. Còn về độ cứng cây thì nó sơn tách cho bà con xem nè, bóp vô nó cứng ngắc nè. Thì đối với lúa bữa nay nó mới bắt đầu tượng lên tinh đèn khoảng 2 đến 3 ly à, nếu mà trong quá trình mà làm đồng bà con tách ra đi cái giai đoạn này bà con tách đi, nếu mà con không có xịt thuốc á cái lóng rất là mềm ha, nó mềm lắm, nó rất dễ gãy lắm, nhưng mà đây Thác Sơn tách cho bà con xem nè, này để Thác Sơn gắn vô cái cây để Thác Sơn tách cho bà con xem ha. Đây thì Thác Sơn bắt đầu tách cho bà con xem nè, nó rất là cứng ha, sau khi sử dụng 4 đến 5 ngày đó thì bắt đầu cái cây bà con nó mới bắt đầu cứng hơn hơn à, thì bữa nay được 8 9 ngày thì bắt đầu nó đã cứng rất là nhiều ha, Sơn thấy cứng rất là nhiều luôn. Đây nó ngắn lóng một nữa, mấy cái cây mà cái hồi đợt khẩm Thác Sơn mà xịt đó mà cái khi mà nó lên hồi đợt trước mấy cây trước mà nó mới lên cái lóng một rồi á thì xịt thì bắt đầu nó cái lóng một nó cứng lận, nó cứng rồi bà con giờ nó cứng mà nó cứng mà nó chuyển sang màu mỡ màu mỡ màu vàng vàng luôn, màu kiểu như màu vàng vàng á, vàng vàng mỡ bò á là nó cứng ha. Còn mấy cái mà nó lên sau thì bắt đầu tập trung nó ngắn lóng một, là bà con thấy không, bà con thấy nó ngắn rõ ràng không đó, nếu mà con không xịt là cái lóng chỗ này nó dài lắm ha, cái lóng một nó dương dài lắm ha, đặc biệt là những bà con gãy thân cũng đồng á có phần do dương lóng rất nhiều, nhưng mà tới đây nó ngắn là con thấy ngắn nè, nó ngắn mà nó cứng, nó cứng ngắt à ha. Còn nếu mà con xịt tới bà con tách ra là con thấy nó mềm rõ ràng luôn ha, đây nó cứng lên tới trên cái tế bào lúa này là nó cũng dẻ luôn nữa, cái tế bào lúa sang tách đây nè, thứ nhất là nó dẻ nó săn nó chắc ha, mà con tách ra làm gạo gạo là nó đó là cái chắc thuốc nó cứng á ha. Này sang tách cho con hiểu, thì nói chung thì nó chỉ cứng được cái lóng một ha, cũng như là mình xịt cái giai đoạn nào thì nó cứng giai đoạn đó ha, như Thác Sơn có chia sẻ cho bà con rồi, chứ không phải bà con xịt một cái giai đoạn nó cứng hết á, thì cái lóng trên nó bắt đầu hết thuốc nè, bắt đầu hết thuốc bắt đầu nó hơi mềm nè, nó mềm xèo à. Còn nếu mà con không xịt là cái lóng một này nó mềm luôn đó, nhưng mà chủ yếu là mình là tập trung thứ nhất là về tấm đổ ngã là chống cái lóng một, thứ nhất lấy lóng một, thứ hai là về cái giai đoạn nó cong chế me em xịt ha,
Thì đây trước tiên thì giờ cái hiệu quả thì sao con thấy nó cứng rất là phê nè, cái lóng một nên về cái lóng hai nè, thật ra cho con xem bỏ gà ha. Cái lóng hai là nếu mà cái lóng một của bà con mà nếu mà không xịt thuốc đó là bà con bóp vô nè, bà con thấy không nè, nó mềm đứt gai nè. Còn nếu mà bà con có xịt thuốc nè, nè nè bà con lắc luôn nè, nó xé lên nó dai nhách nè ha, nó dai nhách nè, có chất thuốc á, thấy không, nó dai dẻ tế bào lại ha. Ừ, đó. Bẻ góp góp nó cứng á. Ừ. Về cái liều lượng xài á, thì để khách sạn xài 100 cc ha bà con, ngàn 3 m² 100 cc thì bà con nên xịt đúng cái liều lượng ha. Thì bà con nào có thuốc ở địa phương mà con có cái sản phẩm này cứng cây bé tư thì bà con xịt thử rồi bà con mình kiểm tra gan khách sạn nó, thì sau khi bà con xịt thì đây khách sạn thử nghiệm là 100 cc trên ngàn 3 m² thì bà con cứ phun đúng 100 cc ngàn 3 m² mà bà con đợi 7 7 đến 8 ngày thì bà con ra kiểm tra coi giống như thức ăn chia sẻ không ha. Thì thứ nhất là giờ cứng cây thì thời điểm xịt thì bà con xịt cái giai đoạn nó có đồng ha. Một là lên lớp 1, hai là giai đoạn thì cái giai đoạn nói thuốc cứng cây này thì nó sử dụng được từ cái giai đoạn mà nó bắt đầu lên lóng làm đồng á, lớp 1 cho tới cái giai đoạn là lên lá đồng ha. Còn cái giai đoạn từ ôm bắp trở về chỗ là không được xịt ha. Qua quá trình chạy chỗ đều hoàn toàn nó trứng nó cong chứ me đó thì bà con mới được phun lặp lại. Thứ nhất là để nó hạn chế sâu đục thân giai đoạn đó luôn nè, thứ hai là nó hạn chế tình trạng là đồ không có bông luôn, tại vì đồ không có bông thì cái cổ bà con mềm đó, nó mới xảy ra tình trạng là đồ không có bông. Còn nếu bà con can thiệp cái thuốc này vô thì nó sẽ cứng luôn cái cổ bông, thì nó sẽ hạn chế tình trạng luôn của cổ bông cho bà con luôn ha. Đó, và đặc biệt cái thuốc này nó an toàn cho lúa nè, tại vì nó là dạng là phụ gia cứng cây đặc biệt mà nó lại hỗ trợ thêm cái chất hữu cơ là 20% ha, và các cái chất khoáng vitamin nè, amino acid đó nè, nhiều lắm hắn, để cho lúa bà con mình làm đồng nữa. Nó thì đây sẵn thì Sơn sẽ tách cho bà con xem cái đồng luôn nè. Cái này là nó cái cây này là nó lên sau nè mà nó còn cứng cái lóng cái đó, nó còn một số cây mà nó đã làm đồng trước á thì cái chỗ cái lóng nó sang chia sẻ bà con nó rất là cứng luôn, bẻ góp góp luôn ha. À. Cái này thì nó mới lên sao, nó mới có tim đèn 1 ly à bà con thấy không đó, nó mới có tim đèn 1 ly à mà nó còn cứng cái đó đó. Còn mấy cây trước á thắt sơn xịt là tách cho nhầm cây mà nó có lóng rồi á, nó cứng cái lóng kia nó cứng dữ lại dữ dằn luôn ha. Ở đây thắt sơn bức cái khác cho bà con xem nè ha, những cái cây mà nó có lóng trước á thì xịt là thứ nhất là về cái bộ rễ là bà con thấy nó ra là cũng rất là ok ha. Dùng đất cát mà nó ra nó ăn sâu vậy, thấy con thấy cỡ nào rồi, hơn hơn gà gặn tắt rồi ha, nói chung vậy là ok rồi đó. Còn về cái lóng mà con là khi mà nó có lóng rồi á, cái nào mà có lóng rồi con xịt tới thuốc vô bà con thấy cái lóng mà nó chuyển sang màu cam này nè, nó màu cam kiểu như là cái cây che mỡ của bà con mình vậy đó ha, là nó cứng cực kỳ luôn ha. Nói chung là thường thường là bà con mình leo cái đoạn làm đồng mà bà con có xịt thuốc cứng cứng cây ngắn lóng thì con biết rồi, bà con tắt cho thử đi, cái lóng một với lóng hai nó dương lắm ha. Mà khi mà con tác động thuốc vô thì cái lóng bắt đầu nó săn chắc rồi nè, chứ cái này không xịt thuốc vô cái lóng này bự lắm, cái kiểu như nó phì á, cũng như là cái thằng mập vậy đó. Mà khi mà con có thuốc vô bắt đầu nó tớp, nó teo cái tớp rồi nó săn chắc lại, thì nói chung như thôi chứ không thôi là cái lóng này bự lắm mà, cái lóng này nó phì giống như là cái bồn vậy á, nhưng mà có thuốc vô nó săn chắc lại nên là nó rất là dễ giặt và cứng ha, cứng ngắc luôn á. Ừ. Còn thấy không. Ừ. Rồi thì Hắc Sơn chia sẻ cho con ha. Thì vậy cha này thì nó tùy theo tình hình thực tế mà con xịt ha, chứ liều lượng thì nói chung thì khuyến cáo thôi. Ừ. Tùy theo tình hình thực tế con xịt và tùy theo cái thời điểm tình hình nhu cầu lúa nó có nguy cơ đổ ngã hay không, mà mình có cái thời điểm xịt ha. Thì như Sắc Sơn chia sẻ cho bà con rồi đó, giai đoạn từ làm đồng cho đến khi nó lên lá đồng là xịt, còn từ giai đoạn mà nó lên ôm bắp á, từ giai đoạn nó ôm bắp nó mang bầu á là tới chỗ luôn là không được xịt ha, tại giai đoạn đó con xịt là nó chỗ nổi đó, nó bị ngạn á, nó bị ngạn có thể là sau này nó bị tình trạng lem lép dữ lắm á ha. Chỗ đều hoàn toàn cho đến về chín thì con muốn xịt thêm thì xịt ok, cái đó nó cứng cây nữa thì ok ha. Rồi thì Sơn chia sẻ cho con cái sản phẩm cứng cây inox 304 của công ty Idai Global nè, xài rất là ok.